Bác nói về những con chim không biết che đi. Ôi, bất kể một con chim chào mào nào nó cũng đều biết hót và cũng đều biết che cả, đúng không? Nó cũng như con người thôi, ai rồi cũng phải biết cười, rồi ai cũng phải biết khóc cả. Nhưng mà cười khi nào và khóc khi nào, đó mới là điều quan trọng. Cho nên cái vấn đề con chim nói che hay không che nó không quan trọng. Những anh em mà thông thường mới lấn sân vào cuộc chơi, đặc biệt là những anh em mà chơi theo kiểu gọi là đam mê, gọi là bồng bột ấy, thì đôi khi tiếng ché là một sự là gây hứng thú, kích động. Thế nhưng mà những anh em mà chơi chuyên nghiệp rồi thì tiếng ché nó chỉ là khẩu vị chứ chưa phải là nói gì cả, bác Sơn Vũ nhá. Thế nên là cái vấn đề mà chim nó ché hay không ché không quan trọng, quan trọng đấu tốt, đấu đều, ổn định và luôn luôn nhìn về đối phương, đấy là điều quan trọng. Chứ còn tiếng ché thì nó chả làm được vấn đề gì cả, chẳng qua là nó tăng thêm khẩu vị, nó tăng cho độ hưng phấn thôi. Đấy, chứ còn có những con chim thì quan trọng rằng có những bác nuôi đặt lực, đặt lửa, tức khắc con chim nó sẽ ché. Chứ còn vấn đề là nó không quan trọng, bác Sơn Vũ ạ. Chim đấu đất mạnh mà hay quẹt mỏ là sao ạ? Đó là những con chim lực tốt, bản chất hung dữ, nết đấu nhanh, nhưng mà nó chưa đặt lửa, bác Vinh Trần nhá, nói thẳng cho nhanh luôn. Tức là con chim của bác thể lực tốt, tức là nết đấu rất là nhanh, nhanh nhẹn, tức là nó hoạt bát con chim ấy, nhưng mà con chim nó chưa căng lửa, bác nhá. Dạ. Liêm Bùi, thầy cho hỏi chim thi nuôi lồng lực 1m được không ngài? Ok bác nhá. Nói chung là nếu mà một chú chim thi mà anh em gọi là tập lực ấy, tập lực thì từ 80 cho tới 1m là ok nhất. Chứ còn những cái lồng mà 1m2 với 1m5 thì em thấy là nói chung là một số anh em thì bảo được và một số anh em cũng thích những cái lồng đấy, nhưng mà với em đây là khẩu vị của em và cảm nhận của em, đặc biệt là kinh nghiệm của em mà em muốn tốt và cả như em cảm nhận thì lồng lực từ 80 cho tới 1m là phù hợp nhất cho dòng chim chào mào. Đấy, chứ còn một số anh em em thấy là cũng 1m2, 1m5 rồi, có bác là 2m, 2m2 đi cũng đóng hụi ầm ầm, chả lên được cái lực cả. Bởi vì các bác hiểu rằng lực chỉ có bổ trợ và hỗ trợ cho chú chim vào lửa ôm lông, chứ còn nó chả có gọi là có tác dụng gì nhiều. Tất nhiên thì nó khi anh em tập lực thì con chim nó cũng có mạnh cân mạnh cốt lên, nó có hỗ trợ một chút xíu thôi, chứ còn nó không thể là từ một con chim yếu lên một con chim mạnh được. Đây là điều dứt khoát, không thể yếu từ yếu lên mạnh được. Chim gặp chim cứ múa mái là sao bác? Chả sao cả, con chim nó đang múa mái này, các bác mà cứ kè chim vào phát nó múa mái ngay thì các bác cũng nên hạn chế nuôi những con chim đấy nhé, hạn chế nuôi những con chim đấy. Nếu như con chim đứng bình thường mà múa mái thì đã tốt, nhưng kẹp chim vào mà múa mái thì lại không tốt, các bác nên hiểu vấn đề nhé. Chào bác Mạnh Inox nhá, anh em nên hiểu vấn đề như vậy. Đứng bình thường mà múa mái thì đó là điều tốt, nhưng đưa chim vào mà múa mái ngay thì nó lại không tốt. Đấy nhá, đấy em khuyên thật lòng với các bác. Cho nên là cái cuộc chơi này em nói với các bác là phải có 3 tiêu chí, đó là tìm hiểu, thấy chưa, thứ hai đầu tư, và thứ ba cuối cùng là đào thải, ok chưa. Võ Vương Võ Văn, chim bị rụng lông đầu và mào là bởi sao cả? Thứ nhất là chim chia buồn với bác, chú chim của bác đang ăn cám quá nhiều đạm và nó phù hợp với cơ địa con chim đấy. Tốt nhất là bác nên phải thay đổi cám, thứ hai là thay đổi cái chế độ chăm mát lại để cho con chim phục hồi. Và bác muốn giữ bộ lông lại thì con chim đấy bác phải bắt buộc phải đổi cám và chờ tới mùa thay lông thì nó mới ra lại. Còn nếu như chưa thay lông thì nó không ra được. Một số anh em là cứ nhầm lẫn là nó bị nấm ấy, bị nấm đầu ấy, không phải nhá. Đừng có nghĩ vớ vẩn mà đi mua thuốc này kia điều trị, thứ nhất là tốn kém và thứ hai là không đúng bệnh. Bác nhá, không có nấm gì đâu. Cám nhiều đạm quá, nhá, cám nhiều đạm quá và con chim nó bị nóng và nó bị đào thải qua đường lông, đó là nó bị bể mí. Rõ ràng nhất là khi bắt đầu bể mí là anh em thường xuyên tắm lên là nó cào mặt xuống cầu, rồi nó rụng lông quanh mắt cho nó ra tách đỏ và có nhiều con nặng là lên tới mào nhá. Còn chim bác bảo là đã lên tới mào thì con chim bác bị quá nặng nhá. Chim trùng máu lồng hay mở mặt, nên mở một mặt là ok nhất nhá. Bác cho hỏi chim bổi chơi phơi nắng tầm 10 phút há mỏ có phải là chim không lực không bác? Đúng rồi đó bác Phúc Lê, bác nói chuẩn. Những con chim mà kể cả buổi hơi thuần mà ra nắng tầm 10 phút mà hạ mỏ quá lâu, đặc biệt là thở dốc, tất nhiên thì con chim nào các bác ra nắng nó cũng hạ mỏ cả, bất cứ một con chim nào ra nắng cũng hạ mỏ, nhưng nó hạ mỏ mà nó không thở dốc ấy thì đó là những con chim lực tốt. Nhưng con chim mà nó vẫn hạ mỏ nhưng mà nó thở lực dốc, bác thấy cái ngực của nó hóp ấy liên tục thì nó là những con chim chịu nắng kém bác nhé, chịu nắng kém chứ chưa chắc là lực nó không tốt đâu, tức là chịu nắng kém.
Trọng Toàn, chim chậm cầu thì mình chơi lồng gì hợp lý và anh nhờ chia sẻ giùm em. Ok bác Trọng Toàn, những con chim mà chậm cầu, những con chim chậm cầu thì các bác nên chơi size lồng nhỏ lại nhé. Nên chơi size lồng nhỏ lại, tức là size cái lồng 35 hoặc 36, hoặc tuyệt đối không nên chơi lồng 37, tại vì khoảng cách xa quá con chim nó sẽ nhác nhảy. Thì khoảng cách lồng nhỏ cầu gần lại thì con chim nó sẽ nhảy tốt hơn. Thứ hai là nên chơi 4 cầu góc nhé. Ok chưa bác? Sao lại không nên chơi con chim kè múa mái? À, con chim mà kè vào múa mái là con chim thứ nhất là nó thông thường hay bị thua nước, vậy nhá. Thông thường hay bị thua nước. Thứ hai là nó có thể biểu thể hiện thể trạng và đặc biệt là thần thái sợ con chim bên, nó sẽ tình trạng hay xoay cầu múa mái nhá. Bác Nguyễn Hà nhá, nói nhanh luôn, khỏi mất dài dòng. Chim thanh long đang ho bị chị cho anh dặn, nhưng cái này thì nó tùy thuộc vào cái cách chăm của anh em. Nếu như mà anh em chăm mà không chăm được chim và kinh nghiệm còn yếu, thì con chim mà ho trong quá trình thay lông ấy, thì nếu mà nó ho nhẹ đấy, một ngày ho vài ba tiếng ấy, thì anh em cứ nuôi xong lông rồi anh em điều trị. Tại vì lúc mà thay lông ấy là thể trạng con chim rất yếu, tại vì nó tập trung vào nó nuôi lông, cho nên là khi anh em không biết cách chữa thì nó sẽ dễ chuyển qua mãn tính anh em nhé. Đấy, cho nên nếu là con chim mà trong quá trình thay lông mà nó ho nhẹ thì anh em cứ nuôi xong lông sau thì anh em chữa ho. Còn nếu mà anh em mà có đủ kinh nghiệm, anh em nào mà có cái tâm về con chim rồi, biết cách chăm rồi thì anh em vẫn có thể chữa bình thường nhá. Chào cụ, chào bác Huỳnh Đỗ nhá. Chim già nhát tung lồng quá, có nên nuôi hay bán đầy lão? Vấn đề này bác bạn Thuận Anh Đa là bạn phải hiểu thế này này. Già, nhưng già là phải tố chất. Chứ còn già mà già đánh đâu chạy đó thì không nên già làm gì cả. À, Thuận Anh Đa nhá, nhớ chưa? Già là phải tố chất, phải bản lĩnh, như con già mà đánh đâu chạy đó thì chỉ có sửa Honda là kiếm tiền. Ok chưa? Mẹ. Nhá. Nhớ Thuận nhá, già là phải bản lĩnh cơ. Đấy, già mà phải xương gà và nhai gấu gấu ấy mới là già, chứ còn già mà đánh đâu chạy đó thì thôi không chẳng già làm gì cả. Nói là phải chuẩn luôn chứ. Con nào mà không biết đấu biết đá lên dàn mà sụp mũ với lại không chơi là cho ở nhà sửa Honda. Đấy, còn con nào mà chơi ok ra dàn gấu chó mà bản lĩnh mà xông pha đấu trận là cho lên dàn chơi và Thuận nhá. Còn con nào mà không biết đấu là cho ở nhà sửa xe Honda, giặt quần áo nhá. Công Huỳnh Vũ cho mình hỏi, con chim ở nhà hay cắn áo, chỉ cách khắc phục? Chả phải khắc phục gì cả, bác cứ cậy nó cắn cho em nhá. Một số ông là hay bảo là bệnh là để bán thuốc này để bán thuốc kia, không có bệnh gì cả nhá. Em đảm bảo bác, nó con chim đấy chim hay đấy, tố chất đấy, hung dữ đấy, ok chưa? Bác cứ để yên cho nó cắn cho em xem ra già nó cắn hay không. À, ok chưa? Quan trọng là bác nuôi đạt lực đạt lửa là ra già nó chơi. Còn cái vấn đề mà cắn áo lồng hay cắn áo kia này không phải là bệnh, các bác cứ yên tâm cho em, chẳng phải tốn tiền mua thuốc không gì cả, không có bệnh gì cả nhá. Cứ nuôi bình thường, còn nó cắn được như càng nhiều càng tốt. Ok chưa bác Công Huỳnh Vũ? Không có bệnh tật gì cả đâu nhá, cứ yên tâm như thế, cứ nghe em đi. Nhiều ông là cứ bảo là chim cắn áo lồng là thiếu cái này thiếu cái kia, rồi là bệnh này bệnh kia để rồi buôn bán thế này kia, không được. Em là nó thẳng thế nhá, nó cắn bình thường, tại vì những con chim mà khi nó có lửa đặc biệt là những con chim hung dữ ấy đấy, đó là khi con chim nó có lửa thì nó sẽ hay tò mò và nó có tình trạng gọi là hay tìm chim để đấu mà. Cho nên những cái áo lồng, ví dụ nó tức con chim này trong nhà, ví dụ như nó tức một con chim nào đấy khu vực gần nhà trong phòng bác, nó sẽ cắn cái áo cái dây bờ ti ấy, đó là chuyện rất bình thường. Hoặc cũng có nhiều con là nó kéo cái áo vào, đứng trong lồng nó kéo cái áo vào đấy, đó là cái bản tính tò mò của dòng mào. Thứ hai là có những con chim mà nó hung dữ và cái khóa cái bờ ti ấy nó hay tùng teng ở trước, nó thấy nó cũng hay cắn, cái đó là rất bình thường và chả có bệnh gì cả nhá. Các bác em đố các bác những con chim nó ra già mà nó cắn cho các bác đấy, không có đâu. Chẳng có ở nhà nó đứng một mình ấy là nó sục sạo, nó có lửa đấy, mà đặc biệt là những con chim đấy rất là hung dữ. Em nói thẳng luôn, những con chim đấy rất là hung dữ và chả có bệnh tật gì cả. Cho nên các bác đừng có bảo là bệnh mà đi mua thuốc này thuốc kia tốn kém hư hết chim nhá, cứ nó bình thường như thế. Ma Thanh Sơn, bác Lập chia sẻ rất chuẩn và thật, cảm ơn bác. Ok bác nhá, anh em mình đều là con người là đam mê với nhau mà, thấy chưa? Mình phải nói là anh em mình là toàn là những người đam mê với nhau thôi, chứ chưa dám nói là hai từ nghệ nhân. Đấy, để làm một con người nghệ nhân cực kỳ khó, chứ không phải đơn giản đâu. Em nói thật với bác đấy, để làm một con người nghệ nhân thì cực kỳ khó.
đam mê đó là cùng chung chí hướng, cùng cùng sở thích, đam mê với nhau thôi. Đấy thì đam mê gì cũng phải có kinh tế. Anh em mình đều là những người khó khăn, đều là những người phải là đồng tiền vắt gạo nuôi vợ nuôi con, đúng không? Chả có gì cho nhau cả, thì cũng nên cho nhau những cái lời khuyên, cho nhau những cái động lực và cho nhau những cái kinh nghiệm để mình nuôi dưỡng đam mê. Thì tất nhiên trong cuộc sống thì đối với chồng chồng màu thì tất cả mọi người đều phải là đam mê gì thì cũng phải ra tiền cơ. Còn đam mê mà không ra tiền thì không đam mê được, đúng không? Cho nên là đôi khi trong cuộc sống thì phải lấy đam mê nuôi đam mê, đúng không ạ? Cho nên là con chim mà đôi khi không mua bằng tiền thì phải mua bằng nhiều tiền, đó là về nguyên tắc, đúng không? Em này em chia sẻ thật lòng thế. Cho nên anh em, một số anh em là đôi khi cầm những con chim rất hay đấy, đúng không ạ? Cầm những con chim rất hay, rất ổn định, thế nhưng mà do điều kiện kinh tế quá yếu kém, đúng không? Cho nên là bắt buộc phải bán nó đi khi mà được giá, đúng không ạ? Nhưng mà điều này cũng rất là khôn ngoan, tại vì đôi khi một số anh em là ví dụ như là 30-40 triệu hay là cả 100 triệu, đây là một cả một vấn đề, và đôi khi cũng là cả một gia tài nữa cơ, chứ không phải là một vấn đề đâu, cả một gia tài cơ. Cho nên là anh em phải linh động ở vấn đề đó, đam mê gì thì cũng phải có kinh tế, và một khi kinh tế đã đủ mạnh, đủ lớn thì lúc đấy đam mê nó mới gọi là chứng chạc được, đam mê nó mới mạnh, lớn mạnh được đấy. Vậy cái niềm đam mê nó lớn tới đâu là kinh tế nó lớn tới đấy. Thì một số anh em là đam mê có nhưng mà đôi khi kinh tế nó còn hạn hẹp, cho nên là không thể nuôi dưỡng đam mê bằng mọi giá được đấy. Bắt buộc tuy là trong nhà mình có chiến binh rất hay, đánh rất tốt, thế nhưng mà do gọi là một người anh em nào đấy trả giá cao thì cho nên là bắt buộc là phải để em nó ra đi, đúng không? Cho nên là vấn đề mà thu đi thì để lại lá vàng, mà em đi để lại cho anh cục tiền, nó là chuyện rất bình thường, đúng không? Thế còn để mà làm một đực con người nghệ nhân thì cực kỳ khó lắm, cực kỳ khó. Bây giờ em có thể các bác chứ cái con chim bây giờ là nó đã suy thoái rồi. Mặc dù là cái công cuộc đam mê nó mạnh bạo đấy, phát triển đấy, lớn mạnh đấy, nhưng mà nó đã suy thoái về cái đam mê, nó suy thoái. Tức là hồi xưa thì gọi là đam mê thực sự, tức là đi vé tầm vài 300 nó là vào giải, không vào giải nó quan trọng. Nhưng bây giờ cái công cuộc đam mê nó đã lớn mạnh và nó đã nâng tầm một tầm cao mới. Thế cho nên là anh em chăm chim rất là tốt, và cái vấn đề đòi hỏi công cuộc đam mê rất cao, cuộc chơi lớn mạnh, và nó đi vào cái tầm cao gọi là vĩ mô rồi, vĩ mô. Đấy, cho nên là anh em cầm con chim là anh em hầu như là đã biết được ít nhiều về cái dòng chồng màu. Nó không như hồi trước nữa, cho nên là bây giờ con chim nó sẽ có ba cái yếu tố khi anh em cầm con chim chơi, tức là một phần đam mê và một phần đỏ đen, và bên cạnh đó, bên một phần đam mê một phần đỏ đen, nó cũng có một phần về thương mại nữa. Đó là con chim nó là như vậy đó, đam mê đỏ đen và thương mại đấy, nó nằm ở trên con chồng màu hiện tại bây giờ đó, như thế. Tức là đam mê có nhưng mà chơi vé tiền cao quá thì nó cũng một phần đỏ đen đấy, và bên cạnh đó thì khi phần đỏ đen thì chim được giá phải bán, cho nên là đó là phần thương mại, đúng không ạ? Anh em có nhận không?